Tập 37. Trễ như vậy rồi còn gọi ta tới, đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ muốn gặp mặt muội thôi. À Sở, chuyện hôn sự của ta và công chúa. Ta biết hoàng thượng chuẩn bị ra tay rồi. Muội biết rồi à? Ừ, chỉ là ta không ngờ hoàng thượng lại mang con gái ruột của mình ra làm mồi nhử. Trong mắt hắn ta, chỉ có bản thân hắn, những người khác đều có thể dứt bỏ. Chắc muội không trách ta chứ? Sao ta lại trách huynh chứ? Cục diện như hiện nay, chúng ta cũng chỉ có thể xuôi theo. Ta chỉ là có chút cảm thương cho công chúa. Mặc dù tính tình cô ấy điên hoa, nhưng mà đối với huynh luôn rất tình sâu nghĩa nặng. Sau khi đại hôn, cô ấy sẽ đau lòng biết bao. Vào ngay lúc này, không để ý được nhiều nữa. Mặc dù có thể làm tổn thương công chúa, nhưng mà hai chúng ta cũng rất có thể không giữ được tính mạng. Làm hết sức nghe theo mệnh trời. Nếu như lần này ông trời cũng không nhường chúng ta, chúng ta nên làm sao? Ta không tin vào điều này. A Sở, ta nhất định sẽ đưa muội trở về Yến Bắc. Đại Ngụy cách Yến Bắc đường xá xa xôi, dọc đường trèo đèo vượt suối, rất khó ẩn thân. Kể từ lúc mà ta được phép tự do đi lại ở Trường An này, bên ngoài đã sắp xếp rất nhiều quân đội. Một khi chúng ta quyết định bí mật chạy trốn, chưa đến thời gian một khắc, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta không biết tình hình phòng thủ ở bên ngoài thành ra sao. Một khi xông ra, rất có khả năng trực tiếp giao đấu với bọn chúng. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải làm là lấy được bản đồ phòng bị của đại doanh trong vòng 100 dặm khu vực bên ngoài thành. Nhưng mà điều khó nhất hiện giờ là hoàng thượng đột nhiên tuyên bố ban hôn cho ta, gây rối kế hoạch trước kia của chúng ta. Mọi chuyện cần tính kế lâu dài. Vậy hiện tại chúng ta chỉ có thể cố xông ra ngoài thành, nhưng như vậy không phải thượng sách. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ có cách. À Sở, có vài lời ta chưa từng nói với muội. Đa tạ muội, đa tạ muội đã cùng ta ở trong địa ngục lâu như vậy. Nếu như không có muội thì Yến Tuân ta sớm đã chết ở trong thiên lao 3 năm trước rồi. Quá khứ trùng trùng đó, sau này ta sẽ dùng thời gian cả đời để báo đáp cho muội. Đợi chúng ta trở về quê nhà ta, muội đừng bao giờ rời xa ta nữa được không? Giữa chúng ta không cần nói những điều này. Yến Tuân, Yến Bắc chính là quê nhà của ta. Lạc Hạ tỷ tỷ, Lan Nhi đã triệu kiến Sở Kiều. Con bé lớn rồi, rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú, giống như tỷ của năm xưa vậy. Chỉ là dường như con bé quên hết chuyện của quá khứ rồi. Nó không nhớ bản thân mình là ai, cũng không nhớ được muội nữa. Lạc Hạ tỷ tỷ, Lan Nhi thề với tỷ, chỉ cần A Sở một ngày không biết thân thế của mình, không vạch trần quá khứ của Lan Nhi, không hại tới con của muội, Lan Nhi dù liều chết cũng sẽ bảo vệ nó chu toàn. Lạc Hạ tỷ tỷ trên trời linh thiêng, nhất định phù hộ cho A Sở và phù hộ muội. Thế tử, Ngụy Đế âm mưu tính toán, muốn lợi dụng đại hôn của người và Nguyên Thuần công chúa làm cớ. Kế hoạch nhân loạn mà cải trang chạy trốn của chúng ta lúc trước, ta thấy chỉ có thể hủy bỏ thôi.
Tình thế hiện giờ cho thấy chỉ có một con đường, đó là cố tấn công Trường An. Nhưng mà chúng ta chưa thể khống chế cửa thành Trường An, làm như vậy thì không nắm chắc được phần thắng. Thái tử, có thư. Khoan đã, đây không phải bộ câu đưa thư của chúng ta. Thái tử, Thế tử, là ai gửi thư tới? Nói là cố nhân của cô, kêu chúng ta hai canh giờ sau gặp nhau ở Túy Tiên Lầu ở thành Nam. Cố nhân của ta, không nói rõ thân phận, rất có thể là một cái bẫy. Nếu như họ thật sự muốn để ta chết, cứ ngồi yên chờ đợi là được, cần gì làm việc dư thừa. Đi, thử đi gặp họ xem. Hai vị khách quan, mời vào trong. Tôn chủ, người đến rồi, thuộc hạ xin cáo lui. Sao lại là cô? Trọng Vũ, hai chúng ta cũng là người quen cũ rồi, không cần phải vừa gặp mặt là động đao động kiếm như vậy đâu. Cô ta lại điệp giả của Đại Lương. Thời gian Cửu U Đài năm xưa, bọn chúng luôn ẩn náu ở thành Trường An, đã từng giao thủ với ta nhiều lần, cũng không biết chuyện năm xưa bọn chúng đã nhúng tay vào bao nhiêu. Yến Thế Tử, nghe danh đã lâu. Điệp giả Đại Lương lại dám đường hoàng hẹn gặp mặt ta sao? Người khác có lẽ ta không dám, nhưng với Yến Thế Tử, cho dù bây giờ ta nói với ngài đêm nay ta muốn hành thích Ngụy Đế, chắc chắn ngài cũng sẽ không tố giác ta. Chưa chắc đâu, không chừng có thể lấy cô làm đầu danh trạng, giành được tín nhiệm của Ngụy Đế đối với ta. Ta thì không có trọng lượng lớn như vậy, có thể khiến Ngụy Đế mỉm cười bỏ qua thù hận. Thế tử điện hạ thông minh như vậy, đâu cần phải vòng vo với ta chứ. Hôm nay cô hẹn ta đến đây là có việc gì? Bàn hợp tác. Cô và ta à? Phải. Thời hạn 3 năm sắp tới rồi, chúng ta đều rõ Đại Ngụy Hoàng đế ban hôn, Thế tử muốn cải trang trốn khỏi Trường An, e là còn khó hơn lên trời. Nếu muốn cố tấn công Trường An quay về Yến Bắc, muốn công phá được cửa thành Trường An thật sự rất khó khăn. Với thế lực của ta đã đi sâu đến tướng lĩnh bảo vệ của cửa thành Đông, ta nghĩ có thể giải quyết mối lo trước mắt của ngài. Đừng tin cô ta. Lúc trước khoảng thời gian ở Cửu U Đài và sau đó ở Thiên Lao, đều là cô ta ngăn cản thuộc hạ cứu Thế tử. Lúc trước khác, lúc này khác. Năm xưa nếu Thế tử điện hạ chết thì Yến Bắc không chủ một chậu cát rời, các môn phiệt lớn đồng loạt trỗi dậy tranh chấp, Hoàng đế Đại Ngụy không thể áp chế, Đại Ngụy dĩ nhiên sẽ tan tác rã rời. Đại Ngụy gặp nạn ắt là phúc của Đại Lương ta, nên ta dĩ nhiên sẽ ngăn cô cứu Thế tử. Thế tử điện hạ, không biết Thế tử có còn nhớ, lúc trước ở Thiên Lao, một thuộc hạ của ta từng đến thăm hỏi Thế tử nhưng đã thất bại. Có điều bây giờ thời cục đã khác trước rồi. Hoàng đế Đại Ngụy mượn tay Thế tử đã kinh doanh Yến Bắc 3 năm. Trong 3 năm qua, hắn cũng đã phái rất nhiều vị tướng đắc lực đến đó, nên trong thiên hạ này, ngoài Yến Thế tử ra, là không có người thứ hai có thể dễ dàng giành lại Yến Bắc từ tay của hắn. Cho nên Thế tử điện hạ, nay ta giúp Thế tử,
cũng coi như giúp đại lương ta, phù hợp với lợi ích của chúng ta nhất. Rồi thì sao? Cho nên Thế tử Điện Hạ, ta mới là minh hữu duy nhất của ngài, cũng là người duy nhất trong thành Trường An này Thế tử có thể tin tưởng được. Thế tử Điện Hạ, Ngụy Đế vô sĩ, trên dưới triều đình những người coi Thế tử là cái gai trong mắt rất nhiều. Cho nên đề nghị ban nãy của ta, hy vọng ngài có thể cân nhắc lại. Cô muốn hợp tác ra sao đi? Ngài đồng ý rồi hả? Điều kiện của cô trọn vẹn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Thế tử Điện Hạ quả thật có mắt nhìn xa. Hiện tại ta càng có lòng tin vào sự hợp tác của chúng ta. Công chúa, sao rồi? Yến Tôn ca ca có nói gì không? Sao trên này không đổi một chữ nào hết vậy? Lẽ nào huynh ấy không có người muốn mời sao? Yến Tuần Thế tử, ngài ấy chẳng hề xem. Chắc là huynh ấy bận rộn quá đó. Ngài ấy thì bận cái gì chứ? Công chúa, người nhất định phải gả cho Yến Tuân Thế tử sao? Nô tỳ thật không hiểu, Yến Tuân Thế tử có cái gì tốt đâu? Nô tỳ cảm thấy Thế tử đã thay đổi rồi. Bây giờ đôi mắt ngài ấy nhìn người, nhưng lại không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa. Hơn nữa, ngài ấy đối với tỳ nữ kia kiểu như vậy. Công chúa, với thân phận của người, tướng mạo của người, người thế nào mà chẳng tìm được chứ? Người cần gì phải như vậy? Thái gì, thứ tâm trạng đó cô không hiểu được đâu. Yêu thích một người, cô sẽ muốn mỗi ngày gặp được người đó. Sau khi gặp được người đó thì cô sẽ vô cùng vui mừng. Cô muốn ở bên cạnh người đó, như vậy cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, làm gì có người đàn ông nào cả đời chỉ yêu một người phụ nữ chứ? Cô xem phụ hoàng ta, tam cung lục viện, phi tần thì cả trăm người, có vài người phụ hoàng còn chẳng biết đến nữa. Nếu như nói huynh ấy thật sự thích cô ta, sau này thu nhận cô ta cũng không có gì là không thể được hết. Còn nữa, ta và Yến Tôn ca ca hai người thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, ta không tin huynh ấy không có chút tình cảm với ta. Đợi sau này hai bọn ta thành thân rồi, ngày tháng dài lâu, huynh ấy nhất định sẽ chấp nhận ta thôi. Thế nào, Yến Tuân đại hôn, cô buồn bực đến nỗi tên cung không bắn chuẩn rồi. Lời của trưởng quan còn chưa nói xong, cô đã muốn đi rồi. Có phải rất không lễ phép hay không? Rốt cuộc ngài muốn nói gì? Yến Tuân sắp thành hôn rồi, cô thấy vui không? Ngài thấy vui không? Ta thấy rất là vui. Bệnh hoạn cũng khó trách, ở bên cạnh người ta bầu bạn nhiều năm như vậy, chắc chắn hụt hận gì lắm. Ta không có vô vị như ngài đâu. Sao hả? Thẹn quá quá giận rồi chứ gì? Vũ Văn Nguyệt, ngài thông minh như vậy, ta không tin ngài không biết vụ hôn sự này ngụ ý điều gì. Bây giờ ngài đứng ở đây cười trên nỗi đau của người khác, cùng với những hành động của ngài năm xưa ở trên Cửu U Đài, có gì khác nhau chứ? Nếu các người đã biết rồi, tại sao cũng không chịu đi? Đi? Đi đâu chứ? Đi được không? Ta tuyệt đối không tin các ngươi khoanh tay chờ chết. Nói,
Các ngươi muốn làm gì? Ngài nên đi hỏi vị hoàng thượng đại ngụy của các ngài, rốt cuộc ông ấy muốn làm gì. Các ngươi có biết là kéo dài thêm một ngày là lại gần thêm một bước đến cái chết hay không? Đại ngụy nhất định sẽ bố trí đại binh dọc đường. Nếu như các ngươi muốn sống, hãy tránh khỏi Yên Bắc, cố gắng tránh khỏi nơi thị phi ra. Có muốn chạy ta không cản, nhưng nếu làm loạn Trường An thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vũ Văn Nguyệt, hoặc là ngài đứng ngoài việc này, hoặc là ngài giúp bọn ta một tay, đừng phí lời như vậy. Nhưng mà ngài còn có gia tộc của ngài và chức quan của ngài, e là ngài không làm được rồi. Ta không muốn thành kẻ địch của các người. Ngài đã là rồi. Nếu như mà cố ý làm càn, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Nếu như đã định sẵn là kẻ địch, vậy không cần phải dây dưa quá nhiều. Nếu như ngài muốn cản đường của ta và Yến Tuân, ta không chắc mình sẽ làm gì đâu. Được, mang vào đi. Dạ. Lùi xuống đi. Quý phi nương nương gia đao. Nhi thần bái kiến mẫu phi. Các người lùi xuống hết đi. Dạ. Mẫu phi, sao người qua đây vậy? Con gái của ta sắp thành thân rồi, ta lại là người cuối cùng biết được. Thế nào, ta không thể đến xem hay sao? Nhi thần không phải cố ý đó. Con nghiệt tử này, chuyện lớn như vậy con lại dám tự quyết định sau lưng của ta. Con còn xem mẫu thân ta đây ra gì không? Nhi thần chỉ là không muốn gả cho thái tử Đại Lương. Không muốn gả đi cho hắn có thể nói với ta. Con lại chạy đến chỗ phụ hoàng con để người hứa gả con cho Yến Tuân. Sao ta lại có đứa con gái ngu như con? Gả cho Yến Tuân ca ca thì sao chứ? Con chính là muốn gả cho quên ấy. Người đánh con đi. Người đánh chết con rồi. Nếu người đánh chết con không cần gả cho bất cứ người nào hết. Mẫu phi, người cứ để con gả cho Yến Tuân ca ca đi. Con thích con ấy từ nhỏ, người cũng biết điều đó mà. Sao con lại ngu ngốc như vậy? Giữa hai đứa các con là có thù nhà. Cảnh ở Cửu U Đài của 3 năm trước con quên rồi sao? Thụ Nhi không hề quên. Sao Thụ Nhi có thể quên được chứ? Con vẫn luôn ôm sự áy náy đối với Quỳnh ấy. Năm ấy con bất lực, con không làm được gì cho Quỳnh ấy. Nhưng bây giờ con trưởng thành rồi, con có thể bảo vệ Quỳnh ấy. Nếu Quỳnh ấy làm phò mã rồi thì sẽ không còn ai có thể làm tổn thương Quỳnh ấy nữa. Bao gồm phụ hoàng, Quỳnh ấy được an toàn rồi. Sao con lại ngây thơ đến như vậy chứ? Mẫu phi, người mà con yêu nhất trong cuộc đời này chính là Yến Tuân ca ca. Đời này của con có lẽ sẽ không thích bất cứ người nào giống như con đã thích Quỳnh ấy đâu. Vậy con có từng nghĩ rằng trong lòng Yến Tuân nghĩ thế nào không? Hắn sẽ không hận con sao? Sẽ không hận phụ hoàng con, sẽ không hận đại nguyện. Sau khi con gả đi, cuộc sống của con sẽ thế nào? Con là con gái của kẻ thù giết cha hắn, con muốn hắn yêu con thế nào? Con không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù Quỳnh ấy không thích con, chỉ cần con có thể bảo vệ Quỳnh ấy, kêu con làm gì con cũng chấp nhận. Cho dù là chết, con cũng chấp nhận. Mẫu phi, đây là lần cuối cùng Nhi thần cầu xin người. Người tác thành cho con đi. Bỏ đi, nghiệt duyên. Mong rằng sau này con sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của con. Nhi thần tuyệt đối sẽ không hối hận.
Vũ Văn Hoài tham kiến nương nương. Hoài tướng quân, không phải bổn cung đã trả lời khanh rồi sao? Mấy ngày nay bận rộn nhiều chuyện, bổn cung không rảnh gặp khanh. Cho nên thần đã ở đây chờ đợi phượng giá của nương nương. Có chuyện gì thì nói đi. Một lời khó nói hết, cần phải cùng nương nương về Lan Phù Cung mới nói được. Lý nào là vậy? Hoài tướng quân tuy có thân phận huynh trưởng của bổn cung, nhưng mà nhiều lần ra vào cấm cung thì không ổn. Đợi hôm khác bổn cung rảnh rỗi sẽ tuyên tướng quân vào cung vậy. Khởi giá. Không có ai thích hợp hầu hạ người đó hơn cô cả. Người mà ngài muốn ta hầu hạ chắc là một nhân vật lớn rồi. Thiên tử, sợ chưa? Lan Nhi là thần liễu mỏng manh, đều nhờ công tử cứu vớt đùm bọc. Cung đình đối với nhị bác thiếu nữ chân chính mà nói đã là có duyên tuyệt diệu của người tại thế rồi. Lan Nhi sẽ không phụ mong đợi của người. Nào nào nào, đứng lên, cố gắng chuẩn bị cho tốt. Sau khi ta đưa cô vào cung thì chỉ có thể dựa vào bản thân cô thôi. Tạ công tử. Con kỹ nữ thúi, đưa cô lên long sàng xong rồi thì cô không còn biết mình là ai nữa. Ê, Kiều Kiều, nàng xem, ta mang quà đến cho nàng đi. Nàng có thích không? À, ta vừa mới hái lúc nãy đó, nàng có thích không? Nàng ngửi thử đi, thơm lắm. Ê, Kiều Kiều à, nàng có phải nàng giận ta không? Thái tử điện hạ, đây là quân doanh của Đại Ngụy, ta rất bận, không rảnh nói chuyện với ngài. Ta rảnh mà, ta có thể nói chuyện với nàng. Hả? Nàng từ chối ta như vậy sao? Tiêu Sách à, con người của ngài thật khiến người khác không yêu mến nổi. Vậy à? Lời này là lần đầu bổn thái tử nghe được đó. Phải rồi, Kiều Kiều, ta còn mang quà khác tới cho nàng nữa. Nàng xem, một cô gái như nàng cả ngày ở trong quân doanh dầm mưa dãi nắng, chắc chắn là không chăm sóc làn da tốt được rồi. Ta nói cho nàng hay. Ngài đừng nói nữa. Ta nói cho ngài biết, hôm nay ta sẽ nói một lần dứt khoát cho ngài hiểu. Ta rất ghét ngài. Ta ghét ngài ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ suốt ngày lượn lờ trước mặt của ta. Ta ghét ngài cả ngày giả điên giả ngốc, lấy việc trêu chọc người khác làm vui. Ta ghét đôi mắt hồ ly của ngài. Ta ghét ngài khẩu Phật tâm xà, ăn nói linh tinh, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Xuất khẩu thành thơ, bình luận rất đúng, nói rất đúng. Còn nữa không vậy? Còn nữa. Chúng ta tốt nhất là nên sống yên ổn an phận. Nếu ngài còn trêu chọc ta, ta sẽ đánh ngài nữa đó. Phải làm sao đây? Nàng càng nói như vậy, ta lại càng thích nàng hơn đó. Thái tử điện hạ, nếu như ngài thật sự thích ta thì tốt nhất tránh xa ta ra một chút. Cẩn thận quyền cước không có mắt đó. Ê, Kiều Kiều, ta vẫn chưa nói xong mà. Thái tử điện hạ Vũ Văn tướng quân, thái tử nhà chúng tôi trước giờ sống trong nhung lụa, vô cùng yếu đuối. Không ngờ là người của Kiêu Kỵ Doanh các người lại còn mạo phạm ngài ấy như vậy nữa. Kiêu Kỵ Doanh là trọng điện quân đội. Thái tử điện hạ, xin đừng không mời mà đến. Ngài nói như vậy là sao? Chẳng lẽ là bây giờ ngài không phạt thuộc hạ của mình để giao phó với bên ta sao? Nè, không được vô lễ. Là thái tử tự mình té ngã, không liên quan tới thuộc hạ của Nguyệt Soái. Kiều Kiều, nàng nhìn ta lúc nãy té đau như vậy, nàng vẫn chưa chịu ra ngoài với ta nữa sao? Tại sao ngài cứ muốn ta đi chung với ngài chứ? Bởi vì ta thích nàng đó. Điện hạ, nếu như ngài muốn đi tản bộ, ta có thể đi cùng ngài. Ta chỉ cần Kiều Kiều đi cùng ta. Kiều Kiều, ở ngoại thành có rất nhiều ngựa, đầy mùi hôi thối, mùi tanh vô cùng. Có nàng thì không khí mới trở nên tươi mới, có nàng phong cảnh mới trở nên tươi đẹp hơn.
Yến Tuân đang lo lắng vì bản đồ quân đội ngoài thành. Có lẽ ta có thể nhân cơ hội này quan sát bố phòng bên ngoài thành thế nào. Ừ, được. Nếu như Thái tử Điện Hạ đã hết lòng mời mọc, vậy thì Sở Kiều sẽ đi cùng ngài một chuyến. Thật sâu, đi. Thái tử Điện Hạ có hứng thú với săn bắn không? Phía trước không xa chính là bãi săn của hoàng gia Đại Nguyện. Sao ta có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Ta hoàn toàn khác với họ. Những người ở chỗ nàng chẳng có chút tôn trọng sinh mạng gì hết. Có nghĩa là sao? Ta nghe nói chỗ các nàng có một loại phương thức săn bắn gọi là săn người, lấy con người sống sờ sờ làm vật săn. Đây quả thật rất tàn nhẫn, mất nhân tính. Vậy ngài có thể bắt thú quan mà. Thú quan cũng có sinh mệnh. Phụ hoàng ta theo sùng Phật học, người nói chúng sinh bình đẳng. Vậy thì ngài đúng là lương thiện. Đó là tất nhiên. Có những người theo sùng quỷ diệt sinh mệnh, còn ta theo sùng tạo ra sinh mệnh. Tạo ra sinh mệnh? Nếu như có thể cùng người phụ nữ mà mình yêu thích tạo ra sinh mệnh thì đó là một chuyện rất tốt đẹp. Kiều Kiều, nàng muốn thử một chút không? Huyết thống tốt đẹp của bổn thái tử và nàng chắc chắn được có rồi, thể đừng tạo nói ra nữa. Chà. Ê, chà. Kiều Kiều, nàng chờ ta với. Chà. Chà. Bản đồ phòng ngự cho Yến Tuân chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong từ sớm rồi. Lần này Yến Tuân nếu có thể trốn được ra ngoài, hắn phải hết lòng cảm ơn công chúa. Không cần. Nếu không có ta, hắn cũng sẽ không ở lại đây 3 năm. Trước mặt đất nước không có tư lợi. Ta chỉ hy vọng hắn đừng phụ kỳ vọng của ta, đừng quá sớm bị Đại Ngụy xử lý mới được. Nghe nói Thái tử Điện Hạ kia của chúng ta đã xuất thành rồi. Phải. Đã phái người đi chưa? Chuẩn bị từ sớm rồi. Cũng mong là sau lần này ta không phải nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa. Thái tử Điện Hạ, trước đó nhìn thấy ngài quay người cưỡi ngựa kỹ thuật tinh xảo, sao hôm nay lại trở nên tệ vậy? Ta chỉ có kỹ thuật tinh xảo trên con ngựa của ta thôi. Bởi vì con ngựa đó là do ta nuôi từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng nghe ta sai khiến, đâu giống như con ngựa này, cảm giác lúc nào cũng muốn cho ta ngã hết. Vậy tại sao ngài không cưỡi con ngựa ban đầu của mình? Bởi vì ta muốn phối hợp với nàng. Nàng xem, hôm nay nàng cưỡi một con ngựa thuần đen, trên mũi có một nhúm lông màu trắng, thì tất nhiên ta phải tìm một con ngựa thuần trắng, mũi có một nhúm lông màu đen chứ. Ngài thú vị thật. Trước đó ta luôn cảm thấy ngài không phải người bình thường. Xem ra ta đã nghĩ không hề sai. Quả thật ngài không phải người bình thường. Đúng rồi, ta là như vậy mà. Có điều, điệu bộ của bổn thái tử là rất nghiêm chỉnh. Bổn thái tử cho dù ở trong tình cảnh nào cũng thoải mái phóng khoáng, phong lưu hơn người. Trên mũi tên có độc, có phải ngài làm không? Ta tự đi tìm người hại chính mình xong. Kiều Kiều, nàng muốn ôm ta cũng không cần phải như vậy. Thank you.
Kiều Kiều, phía trước cũng có người, làm sao đây? Chạy! Làm sao đây? Nàng cẩn thận. Kiều Kiều, không sao, chạy mau. Được đâu, nhảy xuống là bị chết chìm. Thế tử, chúng ta đã điều chỉnh kế hoạch tương ứng, nhưng do không đủ người, cho dù là bố trí thế nào, việc tấn công thành cũng không có được phần thắng. Mà Tiêu Ngọc của Đại Lương tâm cơ khó dò, rất khó để tin tưởng. Kế sách bây giờ chỉ có mượn dùng quân Tú Lệ. Tâm tư của cô ta hiểu, nhưng mà đừng có ý định lợi dụng A Sở để khống chế quân Tú Lệ nữa. Thái tử, thế tử sợ cô nương gặp nạn ở phía nam Tiêu Quan. Tại sao A Sở lại đi Tiêu Quan chứ? Sở cô nương hôm nay lấy danh bảo vệ thái tử Đại Lương ra ngoài thành thăm dò tình hình, bố trí phòng bị mới. Có thật không? Là thật đó, Tư Điệp tận mắt nhìn thấy bọn họ bị phục kích. Thái tử, nhất định không được. Ngài tùy tiện xuất thành, đó chính là làm trái thánh lệnh. Mạng của ngài, sống chết của A Sở còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Ngươi phải nhớ hai điều này. Thứ nhất, an toàn cứu A Sở ra. Thứ hai, tuyệt đối không thể để lộ thân phận của mình, tránh bị đối phương bắt tóm. A Tinh, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Thuộc hạ hiểu. Đi đi. Thế tử, thái tử Đại Lương bị người khác phục kích, có biết là ai không? Ta không biết. Nhưng nếu như một khi thái tử chết đi, thành Trường An chắc chắn sẽ lâm vào đại loạn. Điều này đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không hại. Nếu mục tiêu đã giống nhau, chúng ta cũng không ngại giúp đối phương một tay. Huống hồ, nếu như bây giờ A Sở vẫn còn ở bên cạnh Tiêu Sách, e là đang động thủ từ lâu rồi. Ông trời cũng đang giúp ta. Sao nàng lại ngốc tới như vậy chứ? Không biết là ta chết rồi mới là điều tốt nhất đối với nàng sao? Thứ này sao có uy lực lớn vậy? Cốc tử, thì về cổng thành phát hiện Yến Tuân thế tử cải trang ra ngoài rồi. Bao nhiêu người? Dẫn theo một vài hộ vệ bên cạnh, chúng thuộc hạ theo lệnh của ngài vẫn đang ngăn cản ngài ấy.
đi về phía nào? Ra rồi thúc ngựa, đi về phía nam Tiêu Quang rồi. Tiêu Quang? Dạ phải. Buổi chiều thái tử đại lương ra thành, Sở Giáo Đầu đích thân đi theo thái tử cũng đi về phía Tiêu Quang. Nguyệt Thất, tập hợp tất cả nguyệt vệ, nhớ kỹ đừng kinh động đến các tướng lĩnh khác của Kiều Kỵ Doanh. Lập tức phái người theo ta đến phía nam Tiêu Quang, nhất định phải đuổi theo được Yến Tuân. Kiều Kiều, nàng tỉnh rồi sao? Hả? Cuối cùng cũng không còn mùi hương khó chịu đó nữa. Y phục đã ngâm trong nước nửa ngày rồi, đã cũ hết rồi. Xấu quá à, nàng đắp tạm đi hả? Ý, nàng khoan động đậy, vết thương vẫn chưa khỏi, nàng khoan động đậy, chắc là đau lắm hả? Kiều Kiều. Kiều Kiều à, nàng nói bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Không làm gì hết, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Kiều Kiều à, vậy nàng cảm thấy bọn người truy sát chúng ta lúc nãy thật ra là ai vậy? Ta cũng không biết. Ta suy nghĩ là xét từ mặt nội bộ đại lương, nếu như ta chết rồi thì vị trí thái tử sẽ bị trống ra, vậy thì huynh trưởng của ta sẽ có hy vọng kế vị. Còn trong thành Trường An này, người muốn ta chết nhất chính là chủ tử Yến Tuân của nàng. Nếu như ta chết, thành Trường An sẽ có đại loạn, sau đó Đại Ngụy và Đại Lương sẽ đánh nhau, Du Ngụy chắc chắn sẽ không rảnh đối phó với Yến Tuân. Tới lúc đó Yến Tuân sẽ có lợi ở thế bất bại. Nhưng mà ta thấy nàng không màng bản thân để cứu ta, ta lại thấy không phải như vậy, đúng không? Ngài im miệng cho ta. Tốt nhất ngài im miệng đi, nói nhảm nhiều quá. Không sợ ta giết ngài sao? Tránh để ngài làm vướng chân. Kiều Kiều, điều ta thích nhất ở nàng là vừa thông minh vừa tốt bụng, đúng là một người phụ nữ tốt. Ê, có phải nàng hơi khát không? Hay là ta đi tìm nước cho nàng uống nha. Đúng rồi, có phải nàng cũng đói rồi không? Hay là ta tìm chút đồ ăn cho nàng nha. Kiều Kiều, nàng sao vậy? Trời ơi, vết thương chảy máu rồi, làm sao đây? Làm sao đây? Hả? Giết hắn đi. Hả? Mau lên. Hả? Ta đi nhanh lên. Hả? Được, ta đi giết hắn. Đừng bước tới nha. Hả? Nghe thấy không? Kiều Kiều, chỗ này nguy hiểm quá, chúng ta mau trốn đi, để ta dìu nàng dậy. Nào, nào, chậm thôi. Từ từ đi. Chào Yến Tuân kháng chỉ đi đến Tiêu Quan, ta sợ tin nhi sẽ có chuyện gì. Công tử, từ đây xuống dưới có thể rút ngắn thời gian nửa nén hương, nhưng leo vách núi có chút nguy hiểm. Chúng ta không thể lỡ một khắc nào nữa. Chậm thôi, ngồi xuống đi. Nào, cẩn thận. Sao rồi, vết thương lại đau đúng không? Hả? Bên kia có thảo dược, hái một ít qua đây cho ta. Cái này thôi, được.
Kiều Kiều à, nàng đã không thể chịu thêm một trận đánh nhau nào nữa đâu. Làm sao đây? Ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể cùng nhau xử lý bọn chúng. Nàng thấy sao? Thứ nhất là ta, không phải chúng ta. Thứ hai, kẻ địch có mười mấy tên, còn ta chỉ có một mình. Ngài cảm thấy với tình hình hiện giờ của ta, giết được mấy tên? Đừng trách ta không nhắc ngài trước. Tới khi không còn đường để lui nữa, ta rất sẵn lòng giao ngài cho chúng, để đổi cho mình một con đường sống. Vậy đi Kiều Kiều, ta đi đánh lạc hướng bọn chúng, còn nàng dùng hết sức để chạy thoát, được không? Đúng rồi, cái này cho nàng. Ta không biết võ nghệ, đây là vũ khí bí mật phụ hoàng cho ta để phòng thân. Chỉ cần chuyển động nó là sẽ có 50 cây kim bay ra. Trên cây kim đều có chất kịch độc, đâm vào sẽ chết. Nàng để đó, lúc quan trọng có thể cứu được nàng đó. Có phải đột nhiên phát hiện nàng yêu ta rồi đúng không? Hả? Không sao, đừng gấp. Hả? Chờ ta về tới Trường An, nàng sẽ có cơ hội thôi. À, bọn chúng tới rồi, ta đi đánh lạc hướng đây. Cẩn thận đó. Không sao đâu. Ê, ta ở đây nè.